chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần thứ tư của Vừa Ăn Vừa Kể VAVK, hay các bạn cũng có thể gọi là Vũ Ăn Vũ Kể. Trước tiên thì mình xin giới thiệu các bạn món ăn, đó chính là cua tiết sốt cajun. Tadang. Đây, giới thiệu với anh em, đây là cua tiết này. Đó, các bạn biết giá bao nhiêu? 600k. Nhưng mà mình thấy là cái phần này nó hơi ít so với mấy lần trước mình đặt các bạn. Và câu chuyện mà hôm nay mình sẽ kể với các bạn chắc hẳn là một cái câu hỏi mà có rất là nhiều bạn thắc mắc suốt một tuần qua, đó chính là anh lặn đi đâu suốt một tuần vậy? Thì mình xin trả lời các bạn thế này, là ở trong tuần trước mình lại bị dính thêm một cái gậy cộng đồng nữa từ YouTube. Vâng, hôm nọ mình vừa mới than khổ là mình bị dính một gậy cộng đồng. Thì ngay hôm thứ ba tuần trước là mình bị dính một gậy cộng đồng. Và thế là mình bị cấm đăng clip một tuần. Thì trong một tuần đấy là mình không được đăng clip này, không được live stream này, không được bóp tắp cộng đồng này. Nói chung là cái kênh của mình chả làm được cái gì hết. Vì thế mà mặc dù mình đã rất cố gắng để thông báo cho các bạn biết, tuy nhiên ấy, là mình không thể làm được điều đấy. Thì chỉ có một số ít bạn ấy, là có theo dõi Facebook cũng như là fanpage của mình, thì các bạn đấy đã biết là cái lý do tại sao mà mình không up clip suốt một tuần. Thực sự là trong suốt tuần đấy là có rất là nhiều bạn comment ở dưới là anh ơi anh làm ARK đi, anh ơi anh chơi cái này đi, anh ơi anh chơi cái kia đi. Nhưng mà mình đang bị quá mõm các bạn ạ, không chơi được. Trước giờ là chả bao giờ mình ngừng đăng clip quá một tuần các bạn ạ. Tuy nhiên ấy, đây là lần đầu tiên như kiểu là YouTube cho mình nghỉ phép với sau ấy. Và lại là một cái bài toán đề xuất các bạn ạ. Đảm bảo các bạn là sau khi mình ăn cái gậy này xong thì mình lại còn mất đề xuất một cách trầm trọng hơn nữa. Vì thế mà mình rất là mong các bạn sẽ chia sẻ cũng như là like video để ủng hộ cho mình nha. Đừng quên là like và comment mạnh những dưới. Nếu không là chết mình đó các bạn ạ. Mình xin các bạn đấy, nhớ like share đầy đủ cho mình nha. Thì vừa rồi mình đã tâm sự cho biết cái lý do là tại vì sao mà suốt một tuần vừa qua mình không up clip. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái món ăn của lần này. Thì lần trước ấy, mình nhớ là mình đặt cua tiết ấy, nó rất là bự. Thì đây là một phần cua tiết với giá là 620.000, bao gồm là một cua tiết bé bé này, 4 cái bánh bao sữa các bạn ạ, và một phần salad. Đó, mọi người thấy không? Đây là một phần salad. Và họ cho mình một cái chén muối ớt xanh nữa. Thì thường sẽ là như thế đấy mọi người. Thì thực sự là trong suốt một tuần qua đấy, đầu tiên thì mình khá là buồn, bởi vì là cả một tuần không đăng clip ấy, mình buồn. Nhưng mà mình nghĩ rồi, dù mình có buồn ấy thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì hết. Mình phải cố gắng vui lên, phải nghĩ ra nhiều cách, nhiều cái content hay hơn cho bạn xem. Và trong một tuần đó thì mình chợt nhận ra đấy, là mình cần phải làm những content nó chất lượng hơn. Thay vì việc mà hôm nào mình cũng cố gắng ra clip, thì mình sẽ cố gắng đầu tư cho những clip đó nó mặn hơn, mặn như là biển ấy. Đấy. Và clip của mình sẽ cố gắng là edit sao để cho nó thật là hay. Đấy, thật là khiến cho nhiều bạn cảm thấy thích, chứ không phải là làm chủ yếu là làm vì số lượng các bạn ạ. Đó, mọi người thấy không? Bây giờ chính là cái khoảng thời gian mình bị khóa võng thì mình lại chợt nhận ra nhiều điều. Và đây hôm nay có ăn cua cho nên mình đã chuẩn bị một cái kéo nhá mọi người. Một cái kéo rất là bự như kiểu là cái càng cua đấy. Trời ơi, các bạn nhìn này. Các bạn nào mà có xem những cái clip cũ mình ăn cua tiết ấy hay là những người nước ngoài người ta ăn cua tiết. Và cái miếng cua tiết là mình đang cầm nó như nào này các bạn. Trời đất. À, cái miếng này cũng khá là bự này các bạn. Đó. Tính ra thì cái miếng này cũng khá là bự nè. Đó, không tệ lắm. Bạn thấy không? Cua tiết. Đây là cái miếng bự nhất này. Nhưng mà mình thấy nó vẫn bé bằng 1/2 so với những lại cái miếng khác các bạn ạ. Bạn thấy không? Rồi, 400g. Mình nghĩ từ đây chắc là được tầm 200g mà. Nhưng mà mình xin phép là không nói địa chỉ cái quán đấy ra nha. Bởi vì là nhiều bạn lại nói là mình phốt phiếc các thứ đó. Tội nghiệp mình lắm. Mình khổ lắm rồi các bạn ạ. Rồi bây giờ thì mình sẽ bóc qua nhá. Hồi trước là mình cũng có ăn cua tiết một lần rồi. Mình cũng có xem trước ở trên mạng cách để bóc. Nhưng mà lâu quá mình không ăn đấy, cho nên mình cũng quên mất tiêu. Đây, mình sẽ lấy một cái càng to nhất của nó ra. Khá là khó bóc nha. Ở trong cũng có một ít thịt. Đó, mọi người thấy không? Đây, ít ra cũng được một cái miếng nó khá là bự. Đó. Sao nó không lấy nét ta? Mình che đi nhá. Đây, giới thiệu các bạn, nó không lấy nét các bạn ạ. Khổ quá, nó chỉ lấy nét cái mặt của mình thôi. Đấy. Đây, mình sẽ ăn thử xem thế nào. Đây là sốt cajun các bạn ạ. Thì những cái món sốt khác thì nó có giá là 400. Và sốt cajun thì nó có giá là 600. Mình nghĩ là nó ngon hơn nên mình mua về ăn thử. Có sốt me và sốt tiêu. Cũng được, ngon đấy. Nhưng mà tội nó hơi bé. Có thể là chất lượng nó sẽ bù được số lượng, nhưng mà
mình thích nhìn nó to to hơn cơ, to to nhìn nó bắt mắt hơn. Các bạn mời mọi người nhá. Ôi cái đồ chấm nó ngon lắm các bạn, đồ cay cay dã man luôn á. Ui cay, cay thực sự cay luôn. Lâu quá mình không ăn cái này, mình không biết cách để bóc ra nữa. Lần này giơ tay quá à. Nhớ hồi trước mình ăn ở một cái quán mà nó cho mình cả cái bao tay luôn đấy, cực kỳ là chu đáo luôn. Nhưng mà ở chỗ này thì nó không có bao tay các bạn ạ. Rồi thì không biết là các bạn thích mình làm về game, làm về vlog hay là làm về cái gì nhiều hơn, các bạn cứ comment ở dưới nhé. Bởi vì là đây chính là một cái series tương tác mà. À mà quên, thì các bạn muốn mình ăn cái món gì á thì các bạn comment ở phía dưới nha. Tuy nhiên ấy, là anh em thông cảm với mình tí, là những cái câu chuyện mà mình kể đấy thì mình sẽ cố gắng kể những câu chuyện có thật mà mình đã từng trải qua. Anh em đừng bắt mình kể những cái câu chuyện mà mình chưa từng trải qua, mình không thể kể được mọi người. Bởi vì nó mình chưa trải qua sao mà mình kể được. Có nhiều bạn cứ bắt anh phải kể chuyện này đi, kể chuyện kia đi. Lần đầu tiên bị đúp đi, mình đã bao giờ bị đúp đâu mà biết bị đúp như nào mà kể không mọi người. Ở lại lớp á, bị đúp là ở lại lớp á. Nhưng mà mình chưa bị ở lại lớp bao giờ cho nên mình không biết cái câu chuyện như nào. Thì nếu bạn như kiểu là một số bạn mà muốn mình kể một số câu chuyện như kiểu là lần đầu tiên nhận được tiền từ YouTube, hay là lần đầu tiên nhận được số view cao, thì mình có thể kể được các bạn ạ. Đó. Nhưng mà lần đầu tiên ở lại lớp thì mình chưa bao giờ ở lại lớp, cho nên mình không biết kể như nào mọi người ạ. Đây, giới thiệu các bạn một miếng khá là bự chà bá luôn, nó bằng ngón tay của mình à. Nhưng mà với mình thế này thôi ok, nó thế này cũng tính là bự rồi đúng không. Rồi mời mọi người nha. Tính là mình khá thích cái nước chấm này. Cái nước chấm này ăn rất là ngon, nó rất là vừa. Nhưng mà cái phần này nó hơi ít. Mình nghĩ là từ đây chỉ được tầm 2 lạng thôi chứ tới 4 lạng đâu. Người ta cho thêm mình một phần salad cũng như là một phần bánh bao. Cái bánh này nó vẫn còn giòn nha. Ngoài khá là giòn, ở trong rất là ngon. Bánh bao sữa. Thích thực sự. Mình thấy là cái series này các bạn cũng ủng hộ khá là nhiều ấy. Bởi vì là các bạn like cũng như chia sẻ khá là mạnh mẽ. Thì mình hy vọng là các bạn sẽ vẫn tiếp tục like, cũng như là vẫn tiếp tục chia sẻ cho mình, để mình có động lực mình làm thêm những cái món ăn ngon hơn. Và nếu như mà có view nó cao ấy, chắc chắn các bạn là view cao, like cao, thì mình sẽ cố gắng đầu tư những cái món ăn nó ngon hơn và những cái câu chuyện nó hấp dẫn hơn. Mình không hứa là những cái câu chuyện nó hấp dẫn hơn, bởi vì là tùy mọi người nghe thế nào nữa. Nhưng mà mình đảm bảo các bạn là những cái món ăn nó sẽ được nâng cấp. Nếu như mà view nó cao hơn nữa thì những món ăn chắc chắn nó sẽ được nâng cấp. Bởi vì khi mà view cao á thì mình sẽ có thêm thu nhập. Và như mình nói đấy, là khi mà mình có thêm thu nhập ấy, thì mình sẽ đầu tư hết tất cả vào những cái thứ mà mang lại cái sự giải trí cho mọi người. Cho nên mọi người cứ yên tâm đi, là view cao là đảm bảo là món ăn sẽ được nâng cấp. Ngon. Mình sẽ ăn thêm một miếng salad. Wow. Cái salad này nó có dưới thêm mayonnaise lên trên nữa các bạn. Được không? Salad này có cả mayonnaise lên trên nữa. Mình sẽ ăn thử một miếng nhá. Rau ở nhìn có vẻ không được tươi lắm. Cũng được. Không tệ lắm. Có loại rau không được tươi lắm nhưng mà vẫn ngon các bạn. Món chính. Chua tuyết hơi ít. Lúc mà mình nhìn trên cái hình ấy mình thấy nó to vãi. Ai ngờ về đây nó bé tí này. Nhìn cũng hơi tiếc một tí. Bởi vì mình cũng đã từng đi mua rồi. Mình đúng là chúng ta nên mua kiểu mua tận mắt đấy các bạn. Nhìn tận mắt rồi mua, chứ đừng có đặt hàng ở trên mạng. Bởi vì là nhiều người ta để cái hình nó to vãi cả ra, lúc mua về nó bé xíu à, khó hiểu. Nhưng mà ăn thì chất lượng thì nó bù lại số lượng các bạn. Thực sự là chất lượng của nó rất là tuyệt vời, ăn nó rất là ngon. Ngon lắm. Ngon cực kỳ luôn. Quá đã.
Mình vẫn chưa biết cách để bóc cái này ra như nào nha. Hồi trước là mình bóc chuyên nghiệp lắm kìa. Mấy clip ăn cua cũ của mình bóc thì phải nói là siêu chuyên nghiệp luôn. Cái kéo này không đủ sức để cắt luôn á. Đây. Ở nước ngoài người ta còn có buffet cua tiết ấy, có 35 đô một người à, ăn thoải mái. 35 đô là tầm 700 nghìn ăn thoải mái. Mình cũng muốn đi ra nước ngoài mình ăn thử xem thế nào các bạn ạ. Chứ thế này thì hơi ít. Ăn cứ phải dè dè đấy mọi người, bởi vì là không phải là một mình ăn. Mình không phải là mình kia đâu, nhưng mà kiểu tính của mình có thế đấy các bạn. Mình không muốn ăn một mình ấy, mình muốn là tất cả mọi người như kiểu là mình có gì ngon thì mình hay chia sẻ. Ít khi nào mà mình ăn một mình lắm. Đó, vì thế các bạn thấy là những cái clip thường thì mình sẽ ăn không hết. Mình ăn ít thôi. Không phải là ít nhưng mà cũng nhiều đấy. Nhưng mà thường thì mình sẽ ăn không hết các bạn ạ. Đây. Cái này nó ngon đấy và xứng đáng để được chia sẻ. Mời mọi người một miếng nha. Ít dâu, ngon quá. Ôi. Cái sốt này mà chấm bánh mì thì phải gọi là quá ngon luôn các bạn. Và sau người ta và sau cái mình nghĩ là cái cua tuyết này nó ngon nhờ cái sốt đấy. Gọi gì ạ? Ôi, cái sốt siêu ngon luôn. Đã lắm. Chấm cái sốt này ăn thì cũng ngon. Từ ngon trở lên. Ôi, mời mọi người nha. Ngon cực kỳ ngon luôn. Đã ghê. Cái bánh bao sữa mà thực phẩm có tội hơi ít mà vẫn ngon. Trời ơi, ngon quá. Thì vừa rồi mình đã kể cho các bạn nghe cái câu chuyện, cái lý do tại vì sao mà mình lặn mất tâm suốt một tuần qua. Và nếu các bạn muốn mình ăn cái món gì và kể câu chuyện gì, nhưng mà nhớ là nó phải chân thực một tí nhá. Và mình đã từng trải qua mình mới có thể kể được. Thì các bạn cứ comment ở dưới, mình sẽ cố gắng xem xét và mình sẽ kể cho các bạn nghe ở tập sau và ăn cho các bạn xem. Còn bây giờ thì xin chào.